Và xin mời. Và xin mời trọng tài làm thủ tục thi đấu ạ. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với trận đấu có thể coi là tâm điểm của vòng đấu thứ hai, của vòng đấu thứ hai và cũng là trận đấu thứ hai trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Đội chủ nhà Đồng Kỵ sẽ đối đầu với Hotspot, hai đối thủ rất duyên nợ. Ở trong 5 lần gần nhau gần nhất, Hotspot thắng 3, còn Đồng Kỵ thắng 2. Đặc biệt là trong trận chung kết của giải Hương Mạc thì Hotspot đã để thua 7 lần. Vâng, anh Hiếu bảo là 7 lần thì tôi thắng 4, Đồng Kỵ thắng 3. Vâng, và trước khi bước vào trận đấu này, thay mặt cho nhà tài trợ Nguyka, đơn vị đồng hành với mùa giải này, nhà tài trợ Nguyka sẽ tài trợ cho cầu thủ xuất sắc nhất, ấn tượng nhất vòng đấu đầu tiên, thưởng Lukaku. Xin mời thưởng Lukaku sẽ lên nhận phần quà của nhà tài trợ Nguyka đến từ trưởng ban tổ chức anh Nguyễn Chỉ. Đây là phần thưởng cho cầu thủ ấn tượng nhất, một cú poker vào lưới của FC Sạt ở vòng đấu đầu tiên. Bên cạnh đó là nhà tài trợ của Đông Suji, một ca nước lau sàn dành cho cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu đầu tiên. Nhà tài trợ Nguyka sẽ tài trợ các vòng đấu live stream trực tiếp những đôi giày dành cho cầu thủ ấn tượng nhất mỗi vòng. Chúng tôi sẽ vòng 2, vòng 3 không quay phát, vì vậy mà chúng tôi sẽ gửi tặng những đôi giày vào các giải thưởng cá nhân ở cuối giải đấu. Cầu thủ xuất nhất, vua phá lưới và thủ môn xuất nhất giải, mỗi cầu thủ sẽ nhận được một đôi giày Nguyka, và cầu thủ ấn tượng nhất mỗi vòng từ tứ kết, bán kết, chung kết. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, đúng lúc này ông trọng tài Tuyền Cò Quay đã cho trận đấu giữa các cầu thủ Đồng Kỵ 1 và các cầu thủ Hotspot được bắt đầu. Để tiện cho quý vị và khán giả theo dõi thì tôi xin giới thiệu đội hình xuất phát của hai đội ra sân thi đấu ngày hôm nay như sau. Coi! Suýt chút nữa thì có bàn thắng cho các cầu thủ Đồng Kỵ 1. Người vừa bỏ nữa đó là Tha Sứt. Để tiện cho quý vị và khán giả theo dõi thì tôi xin giới thiệu đội hình xuất phát của hai đội ra sân thi đấu ngày hôm nay như sau. Bên phía các cầu thủ Đồng Kỵ 1, họ ra sân với đội hình áo trắng quần đen. Thủ môn số 1 đó là Vũ Duỳnh, số 5 Hùng Matit, số 2 Triệu Vân, số 23 Ngọc Duy, số 3 Lê Thông, số 4 Vũ Dương, số 53 Thưởng Lukaku, số 92 Thọ Sức và số 15 đó là Vũ Đức. Bên kia chiến tuyến của các cầu thủ Đồng Kỵ 1 đó là các cầu thủ Hotspot. Họ ra sân với thủ môn số 16 đó là Thắng Còn, số 5 Sơn Đen, số 22 Hữu Linh, số 11 Văn Dũng, số 9 Mạnh Còn, số 15 Trường Còn, số 24 Minh Hiếu, số 14 Chiến Triều Tiên và số 2 Quang Phùng đội mang áo đội trưởng. Ngay vào những phút đầu trận thì các cầu thủ Đồng Kỵ một họ đã dồn ép lên tấn công, bằng chứng là một pha dứt điểm đã bị thủ môn Thắng Còn cản phá, đó là Thọ Sứt. Như trận đấu sớm thì quý vị và khán giả cũng đã theo dõi giữa các cầu thủ Mẫn Xá và các cầu thủ FC Sạt. Kết thúc trận đấu thì các cầu thủ Mẫn Xá đã giành chiến thắng 4-2 trước các cầu thủ FC Sạt. Như vậy cái tên đầu tiên bên ngoài ở bảng A đó là các cầu thủ FC Sạt. Cơ hội vẫn còn cho các cầu thủ Đồng Kỵ 1 và các cầu thủ Hotspot. Nếu các cầu thủ Đồng Kỵ ngày hôm nay giành chiến thắng trước các cầu thủ Hotspot thì chắc chắn hai cái tên được đi vào chơi trận tứ kết đó là Đồng Kỵ 1 và các cầu thủ Mẫn Xá. Đánh đầu, một pha nhảy lên đánh đầu của Thọ Sứt. Đây là đợt phản công đến từ các cầu thủ Hotspot, không thành công.
Ở trận thi đấu đầu tiên thì Thọ Xuất đã không có mặt trong đội hình. Và ngày hôm nay Thọ Xuất đã có mặt trên đội hình thi đấu chính thức của các cầu thủ đồng kỳ 1. Ngày hôm qua thì như quý vị và khán giả cũng đã theo dõi trận đấu giữa các cầu thủ Đồng Kỳ 2 và các cầu thủ Hương Mạc. Sau khi để các cầu thủ Hương Mạc dẫn với tỷ số 2-1 đến những phút bù giờ, thì người trẻ tuổi đó là Đăng Khoa, sinh năm 2K7. Anh đã có một pha solo và anh đi qua tới hai cầu thủ dứt điểm. Bóng đã bật ra. Và người san bằng tỷ số 2-2 trong pha bóng đó, đó là cầu thủ Vũ Hiếu, đưa các cầu thủ Đồng Kỳ 2 có được một điểm may mắn trong trận đấu ngày hôm qua. Chắc chắn rồi, ngày hôm nay thì các cầu thủ Đồng Kỳ 1 họ ra sân với đội hình khá mạnh và họ sẽ là đội được đánh giá cao hơn so rất nhiều với các cầu thủ Hasselhoff. Ngày hôm nay các cầu Hasselhoff thì họ ra sân với đội hình được coi là khá trẻ trung. Một pha phá bóng rất dứt khoát của Trường Còn. Một đường chuyền lên phía trên không cho đồng đội của mình, đó là các cầu thủ Hasselhoff. Người đang chơi trên hàng công cao nhất của các cầu thủ Đồng Kỳ 1 đó là Thọ Xuất. Hùng Matit. Vũ Doanh. Một quái vật Vũ Doanh cao tới 1m87. Anh đang là thủ môn số 1 của Phường Đồng Kỵ. Bắt giữ vị cho Vũ Doanh trong mùa giải năm nay đó là cầu thủ Thanh Béo. Khá tốt. Trường Còn. Dũng Lê Mà. Một pha không có pha phạm lỗi của Dũng Lê Mà. Thưởng Lukaku. Một pha ném biên lên cho các cầu thủ Hasselhoff. Dũng Lê Mà. Một pha đẩy sâu khá ổn định đến từ Thưởng Lukaku. Đá phạt cho các cầu thủ Hasselhoff. Người đang đứng trước quả đá phạt chắc chắn là Dũng Lê Mà. Dũng Lê Mà. Không phải, đây là người đội trưởng của Hasselhoff. Dũng Lê Mà dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm từ cột 2 khá tốt đến từ các cầu thủ Hasselhoff. Nhưng khá đáng tiếc thì bóng đã đi quá xa so với khung thành của thủ thành Vũ Doanh. Ngày hôm nay các cầu thủ Đồng Kỳ 1 Duy Âm 3B đang được đá bên phía cánh phải theo hướng tấn công. Ở trận đấu sớm ngày hôm nay thì khá đáng tiếc cho các cầu thủ FC Sệt. Họ đã chơi khá hay. Nhưng trong môn bóng đá chúng ta chơi hay nên cần phải gặp may. Đó là các cầu thủ FC Sệt họ đã không gặp may trong trận đấu sớm ngày hôm nay. Và họ đã phải nằm khán giả sớm nhất ở mùa giải năm nay. Với hai trận toàn thua. Trận đầu tiên họ đã để thua
các cầu thủ Đồng Kỵ một với tỷ số 11-3. Và trận thứ hai thì họ đã để thua các cầu thủ Mẫn Xá với tỷ số 4-2. Rất tốt. Trường Còn. Vẫn là Trường Còn kiểm soát bóng. Đây là Dũng Lê Mà. Tiếp tục một pha phạm lỗi đến từ Thưởng Lukaku. Trong mùa giải thanh niên phường Đồng Kỵ năm nay thì Tường Anakin đã đổ súng một lần. Lên ngày hôm nay chắc chắn anh phải ngồi trên băng ghế CB rồi. Ở trận thi đấu đầu tiên thì Tường Anakin cũng vào trong băng ghế CB và anh đã ghi tới 2 bàn thắng, góp phần chiến thắng 11-3 trước các cầu thủ láng giềng FC Sẹt. Hùng Matit. Một pha phá bóng rất dứt khoát đến từ Sơn Đen, người đội trưởng. Sau khi những phút đầu trận các cầu thủ Đồng Kỵ một ép sân, nhưng tới thời điểm này thì các cầu thủ Hasselhoff họ đã lấy lại thế trận. Và sự kiểm soát bóng của họ đang là 50-50. Ở trận thi đấu đầu tiên thì Thưởng Lukaku cũng đã có tới 4 bàn thắng vào lưới của các cầu thủ FC Sẹt. Thưởng Lukaku. Một pha cắt bóng khá tốt của các cầu thủ Hasselhoff. Dũng Lê Mà. Một pha cắt bóng khá tốt đến từ Thưởng Lukaku. Nhưng đây vẫn là Dũng Lê Mà. Khá tốt. Trường Còn. Làm gì đây? Một pha tạt bóng vào trong không thành công đến từ Trường Còn. Vũ Dương. Vũ Dương và Hùng Matit đang phối hợp với nhau ở sân nhà để kéo giãn đội hình của các cầu thủ Hasselhoff. Thưởng Lukaku. Rất tốt rồi. Đây là thọ sút, làm gì đây? Qua người. Thọ sút đã không đi qua được các cầu thủ Hasselhoff. Phản công. Hiếu Linh. Trường Còn. Rất tốt, thọ sút. Qua người. Thọ sút đã không đi qua được cầu thủ Sơn Điền. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng nhau. Dũng Lê Mà. Một pha dứt điểm từ xa, cầu may đến từ Dũng Lê Mà. Hùng Matit. Lê Thông. Ở mùa giải năm thanh niên phường Đồng Kỵ năm 2023 thì Lê Thông cũng đã chơi khá tốt do màu áo của các cầu thủ phố tử. Một pha đấm bóng an toàn từ đến từ thủ thành Thắng Còn. Phạt góc cho các cầu thủ Đồng Kỵ. Chắc chắn là những pha đá phạt góc thì bóng sẽ nhằm tới cái đầu của Thưởng Lukaku. Lê Thông. Hai cái tên được coi là đánh đầu khá tốt ở giải thanh niên phường Đồng Kỵ mở rộng. Một pha đá phạt góc không thành công đến từ các cầu thủ Đồng Kỵ. Dũng Lê Mà. Khá tốt. Một pha chuyền bóng hơi dài của Dũng Lê Mà cho đồng đội của mình. Đó là Thắng Còn.
Thọ sứt. Một đường chuyền khó hiểu của Thọ sứt cho Duy Mbappé. Phản công, để mất bóng rồi. Khá tốt, coi. Chạm mất rồi. Không có một pha dứt điểm về phía khung thành của Vũ Doanh. Nhưng cuối cùng thì các cầu thủ Hasselhoff cũng đã có một pha đá phạt về phía khung thành của thủ môn Vũ Doanh. Thủ môn Vũ Doanh thì còn được bình luận viên Nguyễn Đình Hùng biệt danh cho là con quái vật. Người đang đứng trước bóng đó là Thắng Còn. Thắng Còn dứt điểm từ cột 2. Một pha dứt điểm từ cột 2, bóng đã chạm chân của các cầu thủ đồng kỳ 1. Phạt góc. Người vừa dứt điểm ở cột 2 đó là Triều Black. Dũng đá vào, dứt điểm không vào. Dứt điểm không vào rồi. 1-0 cho cầu thủ Hasselhoff. Sau pha dứt điểm đầu tiên thì Sa Ngang đã cứu thua cho khung thành của thủ môn Vũ Doanh. Nhưng trong pha dứt điểm thứ hai thì Vũ Doanh chỉ còn mỗi cách cầu nguyện. Bóng đã nằm gọn trong lưới của thủ thành Vũ Doanh. 1-0 cho các cầu thủ Hasselhoff. Đó là cầu thủ mặc áo số 14 đã nổ súng. Triều Black. Một pha đá phạt tưởng chừng không có gì nguy hiểm. Nhưng pha sút đầu tiên thì Sa Ngang đã cứu thua cho thủ thành Vũ Doanh. Còn ở pha bóng thứ hai thì Vũ Doanh đã đứng chôn chân và anh đã phải vào lưới nhặt bóng. Hùng Matit. Như vậy lần đầu tiên các cầu thủ đồng kỳ 1 đã bị dẫn bàn. Một đường chuyền khá tốt đến từ Hùng Matit. Phạt góc cho các cầu thủ đồng kỳ 1. Tất cả các cầu thủ đồng kỳ 1 họ đã dồn lên tấn công. Ôi! Một pha đánh đầu không thành công đến từ Thọ Sứt. Dũng Neymar. Vẫn là Dũng Neymar. Một đường chuyền của Dũng Neymar không thành công. Một tấm thẻ vàng của ông trong tay. Tuyến có quay cho Thường Lukaku với một pha phạm lỗi được coi là khá non nính. Trường Còn. Vẫn là Trường Còn kiểm soát bóng. Nguy hiểm. Coi không vào.
Một pha để bóng chạm tay đến từ các cầu thủ Hasselhoff. Đã phạt nền cho các cầu thủ đồng kỳ 1. Lê Thông, Vũ Hiếu. Vẫn là Lê Thông. Đây là Duy Mbappe. Vẫn là Duy Mbappe kiểm soát bóng. Lê Thông. Coi. Một pha tạt bóng vào trong không thành công đến từ Lê Thông. Chắc chắn rồi. Các cầu thủ đồng kỳ đang bị thua. Lê Thông bắt buộc phải dồn lên tấn công. Thả sút. Đây là Triệu Vân. Hùng Matit. Một đường chuyền hơi mạnh của Hùng Matit. Triệu Vân. Một pha bắt bước một không được tốt đến từ Lê Thông. Nếu các cầu thủ đồng kỳ 1 muốn có bàn thắng thì họ phải có những pha phối hợp 1-2 thì mới dẫn tới bàn thắng được. Duy Mbappe. Một pha chuyền bóng đây để thưởng đúng không? Cú coi! Nó mất một nhịp. Đó là thưởng Lukaku. Nếu trong pha bóng vừa rồi người có mặt trên sân đó là tường Anakin thì chắc chắn là sẽ có một pha nguy hiểm. Nhưng đây là thưởng Lukaku. Những khán giả và những cổ động viên của đồng kỳ 1 cũng không trách được thưởng Lukaku vì anh đang là một dường như đá là hậu vệ chốt. Nhưng ngày hôm nay anh đang tham gia tấn công. Vũ Đức. Triệu Vân. Nguy hiểm. Phản công. Vũ Đức. Rất tốt. Thưởng Lukaku. Coi. Một pha cắt ngang của thưởng Lukaku khá tốt. Nhưng bóng thì đã không qua được đôi tay của thủ thành Quang Phùng. Dũng Neymar. Một pha sâu kim của Dũng Neymar không thành công. Chắc chắn rồi, các cầu thủ đồng kỳ họ phải cảnh giác với những pha phản công của các cầu thủ Hasselhoff. Với những cái tên như Trường Còn, Dũng Neymar. Bóng đã nằm gọn trong tay của con quái vật Vũ Doanh. Thọ sút. Một pha vứt bóng nhưng đã bị bắt bài. Đây là Vũ Đức. Trên sân thì đã thấy sự xuất hiện của anh Quý Dương, anh Thắng Vũ và anh Dũng Trừ. Chắc chắn là sẽ có một bữa tiệc ở đâu đó. Nếu có bữa tiệc ở đâu đó thì chắc chắn là ba anh này phải mời bình luận viên Dương Hùng rồi. Dũng Lê Mà. Coi. Một pha xử lý không thành công của Dũng Lê Mà. Dứt điểm. Không vào. Một pha dứt điểm khá tốt của các cầu thủ Hasselhoff. Cầu thủ sinh năm 1990. Một pha dứt điểm khá tốt. Vũ Hiếu. Một đường chuyền của Vũ Hiếu cho thưởng Lukaku dứt điểm.
Một pha xoay người dứt điểm không thành công của Thường Nguyễn Cụ. Đây là Lê Thông. Một pha phạm lỗi khá đơn hình. Không biết là có phải trong vòng cấm địa hay không. Chúng ta hãy chờ xem. Đó là một pha phạm lỗi ở ngoài vòng cấm địa. Một tấm thẻ vàng cho người đội trưởng Sơn Điền. Đây được coi là một cơ hội cho các cầu thủ Đồng Kỳ Môn san bằng tỷ số sau khi để các cầu thủ Hát Sơ Bốp vươn lên dẫn với tỷ số 1-0. Người đang đứng trước bóng chắc chắn là Hùng Matit rồi. Nếu có bàn thắng cho các cầu thủ Đồng Kỳ Môn không? Chúng ta hãy chờ xem. Hùng Matit dứt điểm. Bóng đã đi thẳng vào lưới của khung thành của thủ thành Quang Phùng. Hùng Matit đã dứt điểm, không cho thủ thành một cơ hội nào. Anh đã bị đứng chốt chân. Trong pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ môn Quang Phùng đang chỉ trích các hàng rào của mình. Khi làm hàng rào không được tốt. Như vậy là hai đội đã trở về vạch xuất phát. Những pha dứt điểm của Hùng Matit phải nói là bóng đi tới 200 km/h. Trong pha dứt điểm đá phạt vừa rồi thì Tường Erekin ở bên ngoài chỉ có biết mỉm cười mà thôi. Một pha dứt điểm đá phạt khá tốt đến từ Hùng Matit. Lukaku Nguyễn Thường. Triệu Vân. Một pha cắt bóng khá tốt đến từ Triệu Vân. Một pha để mất bóng. Quá may là Vũ Hiếu đã cắt được trong pha bóng vừa rồi. Đây là Duy Mbappé. Vũ Hiếu. Không có đồng đội để chuyển. Vũ Hiếu. Duy Mbappé. Như vậy là trận đấu đã được tiếp tục. Phản công. William không vào. Coi. Không hiểu tại sao các cầu thủ Đồng Kỳ trong pha bóng để cho Trường Côn có một pha không có ai kèm. Quá đáng tiếc là lần thứ hai xà ngang đã cứu thua cho thủ thành Vũ Dành. Không phải đó là thắng còn. Các cầu thủ Đồng Kỳ đang chơi như mơ ngủ. Xuyên xuân nữa thì họ phải trả giá bằng bàn thua thứ hai đến từ cầu thủ thắng còn. Một pha đá phản công không thành công đến từ Duy Mbappé. Phản công cho các cầu thủ Hát Sơ Bốp. Coi không vào. Tiếp tục đột pha bắn phá đó là Chiến Black.
đã sang chơi ở vị trí cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Hasselhoff trong quả bóng vừa rồi. Tưởng Lukaku. Một đường chuyền tốt. Một đường chuyền khá có ý định. Nhưng đường chuyền của Thượng Lukaku là hơi mạnh so với đà di chuyển của Thọ Sứt. Chắc chắn là trận đấu này là một trận đấu sẽ là khó khăn hơn rất nhiều so với trận đấu các cầu thủ đồng kỳ một gặp người láng giềng FC Sệt. Vì đây là một câu lạc bộ Hasselhoff được coi là khá mạnh. Đây đã là lần thứ 7 các cầu thủ đồng kỳ 1 và các cầu thủ Hasselhoff đối đầu với nhau. Sau mấy lần đối đầu thì phần thắng đang nghiêng về các cầu thủ Hasselhoff. Họ đã thắng 4 trận, còn 3 trận thuộc về các cầu thủ đồng kỳ. Một pha phối hợp không thành công đến từ Vũ Đức. Mấy lần đối đầu thì 4 chiến thắng cho các cầu thủ Hasselhoff, còn 3 lần đó là các cầu thủ đồng kỳ. Trận thua gần nhất đó là trận thua ở giải Hương Mạc mở rộng ở trận chung kết. Ở trận chơi chung kết thì các cầu thủ đồng kỳ đã lên vương trước các cầu thủ Hasselhoff. Một pha cắt bóng tốt. Nhưng bóng vẫn nằm trong sự kiểm soát của các cầu thủ Hasselhoff. Coi! Không có pha dứt điểm của các cầu thủ Hasselhoff. Hùng Ba Tít. Một cơ hội dứt điểm không thành công. Phản công Vũ Đức. Phản công cho các cầu thủ đồng kỳ 1. Tính đến thời điểm này thì các cầu thủ đồng kỳ 1 họ đang có tới 6 quả phạt góc so với các cầu thủ Hasselhoff. Họ chỉ có 2 quả. Nhưng chưa một lần những quả phạt góc thành công. Hùng Matit. Một pha dứt điểm khá mạnh của Hùng Matit. Nhưng bóng thì đã không qua được các cầu thủ Hasselhoff. Thank you.
Bảng A này cũng là một bảng được coi là một bảng tớ thần. Nhưng các cầu thủ SCZ thì họ đã là một đội nót đường trong bảng A này. Ôi! Một pha đâm bóng an toàn đến từ thủ thành Quang Phùng. Thọ Xuất không có pha tạt bóng thành công của Thọ Xuất. Đây là Vũ Đức. Các cầu thủ Hatsavop họ đang bóng nót cho nhau khá ăn ý. Duy Em Babe. Một pha bắt muộn không thành công của các cầu thủ Hatsavop. Thắng còn. Một pha phá bóng khá xa khung thành của Triệu Vân. Vũ Sương. Lê Thông. Một pha phạm lỗi đến từ cầu thủ mang áo số 5, đó là Hùng Matit. Đồng nghĩa với một tấm thẻ vàng. Các cầu thủ đồng kỳ 1 hãy cảnh giác những pha đá phạt. Trong bàn thua đầu tiên cũng là một quả đá phạt. Ôi, dứt điểm. Lần này thì bóng đã tìm đúng cây dừa. Một thương hiệu của bóng đá CNB đã được đưa ra. Các cầu thủ Hatsavop đang biết mình biết ta. Nếu đều hòa trong trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ Hatsavop rất mong là trong trận cuối cùng các cầu thủ đồng kỳ sẽ thua các cầu thủ mất xã. Sơn Đen. Duy Em Ba Bê. Một pha che chắn bóng không thành công của Vũ Đức. Ngày hôm nay các cầu thủ đồng kỳ 1 nó đang thi đấu ở tuyến giữa đang thiếu đi một cái gì đó. Một tuyến giữa được coi là một bộ não trung ương. Họ sẽ phải lên công và về thủ. Dứt điểm. Wow! 2-1 cho các cầu thủ đồng kỳ 1. Người vừa nâng tỷ số lên 2-1 đó là thiếu gia Triệu Vân. Một pha dứt điểm khá tốt của thiếu gia Triệu Vân đã đưa các cầu thủ đồng kỳ 1 lên vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Cơ hội, đây là Vũ Hiếu dứt điểm. Một pha dứt điểm khá hiền đến từ Vũ Hiếu. Nhưng cuối cùng thì anh cũng đã kiếm cho các cầu thủ đồng kỳ 1 một quả đá phạt góc. Đó là Vũ Sương. Ôi, không vào. Tiếp tục là một pha đánh đầu đến từ Duy Em Ba Bê. Duy Em Ba Bê thì đang sở hữu thân hình được coi là thấp bé nhất trên sân của các cầu thủ đồng kỳ 1. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì anh đã nhảy bật lên khá cao để đánh đầu. Khá đáng tiếc là pha đánh đầu của Duy Em Ba Bê đã không trúng tầm bóng.
Như vậy tính đến thời điểm này, các cầu thủ Hasselhoff họ phải chơi với những canh bạc được ăn cả ngã về không. Nếu để thua ngày hôm nay, chắc chắn là các cầu thủ Hasselhoff sẽ theo bước chân của các cầu thủ FC Sạch, sẽ làm khán giả trong bảng A. Hùng Matit, một đường truyền của Hùng Matit cho Thượng Lukaku không thành công. Thọ sút, vẫn là thọ sút kiểm soát bóng. Một đường truyền của thọ sút nhắm tới cái đầu của Thượng Lukaku. Người đang vui nhất trên sân lúc này đó là anh, người đang vui nhất trên sân tính đến thời điểm này đang là anh Tú Ma Cao. Anh Tú Ma Cao thì đang đi đôi đồng kỳ một với đội Chấp Hỏa. Một pha đá phạt cho các cầu thủ Hasselhoff. Dũng Lê Mà rất tốt, thắng còn. Một đường chuyền vào trong, đánh đầu. Người nhảy lên đánh đầu đó là Sơn Đen. Nhưng ngay ở nhịp bắt đầu tiên thì bóng đã nằm con trong tay của thủ thành con quái vật Vũ Doanh. Coi! Một cơ hội đã bị trôi qua bởi Vũ Đức. Một pha mở bóng sang bên phía cánh phải khá tốt. Thắng còn. Như vậy là ông trọng tài Tuyến Cơ Quẩy đã cho hai đội 2 phút vừa giờ trong hiệp 1. Coi! Đúng là các cầu thủ đồng kỳ, những pha bóng chết đó đang bị chơi ngớ ngẩn như vậy liên tục để cho các cầu thủ Hasselhoff có cơ hội dứt điểm về phía khung thành của thủ thành Vũ Doanh. Một pha phá bóng rất dứt khoát đến từ Hùng Matit. Đây cũng là cơ hội cho Thượng Lukaku. Coi! Một mình Thượng Lukaku dứt điểm không vào, dứt điểm vào. 3-1 cho các cầu thủ đồng kỳ một. Một mình Thượng Lukaku đã xoay sở trước 3 cầu thủ Hasselhoff. Nhưng cuối cùng Thượng Lukaku vẫn là người chiến thắng với 2 pha dứt điểm liên tiếp. 3-1 cho các cầu thủ đồng kỳ một. Khó khăn này chồng chất khó khăn với các cầu thủ Hasselhoff. Nếu giành chiến thắng trong ngày hôm nay, chắc chắn hai cái tên đi vào chơi trận tứ kết đó là các cầu thủ Mẫn Xá và các cầu thủ đồng kỳ một Sơn Đen. Đây là thắng còn, không phải thắng còn. Một đường chuyền coi, không hiểu tại sao trong pha bóng vừa rồi Duy Mbappe đã phạm lỗi với cầu thủ Trường Còn. Penalty cho các cầu thủ. Không phải. Penalty. Một pha đá penalty cho các cầu thủ Hasselhoff. Một pha bóng tưởng chừng không có gì nguy hiểm. Nhưng trong pha bóng vừa rồi Duy Mbappe đã mắc lỗi. Liệu các cầu thủ Hasselhoff có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 trong hiệp 1 hay không? Thắng còn, đối đầu với vào rồi, không phải đó là Dũng Đêm à. Như vậy là tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-3 cho các cầu thủ Hasselhoff. Đúng là công làm thì thủ phá,
sau khi hàng công thường Lukaku mới ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 thì hàng thủ đó là Duy Mbappe đã mắc lỗi. Hùng Matic khá tốt, một pha đấm bóng an toàn của thủ thành Quang Phùng. Vâng, đúng lúc này ông trọng tài Tuyển Cơ Quay đã nối còi kết thúc hiệp 1. Kết thúc hiệp 1, hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 3-2 nghiêng về các cầu thủ đồng kỳ 1. Xin mời quý vị và khán giả chúng ta hãy nghỉ trong ít phút và tiếp tục dõi theo hiệp 2 của đồng kỳ 1 và các cầu thủ Hasselhoff.
Vâng, đúng lúc này tiếng còi khai cuộc của hiệp hai của ông trọng tài Tuyến Cò Quay và ông trọng tài Đình Mạnh đã được bắt đầu. Trong hiệp hai này thì bên phía các cầu thủ Hasselbop họ có một sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 16 Thắng Còn sẽ là cầu thủ được đưa ra nghỉ. Thay vào đó là cầu thủ mang áo số 20 Tú Còn. Cũng như ở đầu hiệp 1, đầu hiệp 2 này thì cơ hội đang được các cầu thủ đồng kỳ 1 đưa ra. Trong pha dứt điểm đầu tiên của hiệp 2 đó là dành cho cầu thủ Vũ Đức. Một pha dứt điểm của Vũ Đức nhưng bóng thì đã không có gì khó khăn cho thủ thành Quang Phùng. Ngày hôm nay thì Quang Phùng cũng đang bắt trò thủ môn ở trận đầu tiên. Trận đầu tiên của các cầu thủ Hasselhoff đó là tính đời cả. Trong trận thi đấu để thua 3-1 trước các cầu thủ Mất Xã thì ngày hôm đó tính đời cả đã bắt chính. Hùng Matit, Lê Thông, khá tốt. Một pha chuyền bóng của Lê Thông có ý đồ cho thưởng Lukaku. Chơi trên hàng công cao nhất của các cầu thủ đồng kỳ 1 vẫn đang là thưởng Lukaku. Còn chơi trên hàng công cao nhất của các cầu thủ Hasselhoff đó là Dũng Nê Ma. Minh Hiếu đã không đi qua được Vũ Đức. Phản công, thọ sút đã đi bóng không thành công. Sơn Đen, người đội trưởng Sơn Đen vẫn đang rất là cần cù, anh vẫn đang tìm đồng đội của mình. Minh Hiếu, Sơn Đen đã giành chiến thắng trước thọ sứt. Một pha phạm lỗi của thọ sứt với Sơn Đen. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ đồng kỳ và các cầu thủ Mẫn Xã sẽ là hai cái tên được chơi ở trận chơi tứ kết. Và hai cái tên bên ngoài sẽ là các cầu thủ FC Sạch và các cầu thủ Hasselhoff. Sơn Đen, một pha đá phạt của Sơn Đen đã không qua được hàng rào của các cầu thủ đồng kỳ 1. Hữu Linh, một pha bóng đã đi nửa này làm cho sự khống chế của cầu thủ Vũ Đức không thành công. Sơn Đen, một pha phá bóng rất dứt khoát đến từ người đội trưởng Triệu Vân. Trong hiệp 1 thì Triệu Vân cũng đóng góp một bàn thắng khá đẹp cho các cầu thủ đồng kỳ 1. Để các cầu thủ đồng kỳ 1 vươn lên với tỷ số 2-1. Minh Hiếu, đây là Sơn Đen. Một đường chuyền của Sơn Đen không thành công. Bóng đá chạm tay của Trường Còn. Một pha đá phạt lên cho các cầu thủ đồng kỳ 1.
Hùng Matit đang là người đứng trước bóng. Hùng Matit, một đường chuyển coi, một pha bắt bung bột đã không được tốt đến từ cầu thủ Vũ Đức. Ngày hôm nay thì Vũ Đức đang mang áo số 19, một con số áo của Quang Hải. Đã có một pha đẩy sau đến từ cầu thủ Vũ Dương. Chắc chắn ở những phút cuối, huấn luyện viên trưởng Chớ Nượng sẽ phải đưa cầu thủ Tường Enekin vào sân. Một pha dứt điểm khá mạnh đến từ Sơn Đen, nhưng bóng thì đã không đi qua được hàng rào của các cầu thủ đồng kê một. Thưởng Nukaku, đã có một pha làm tưởng nhưng bóng đã chạm tay của cầu thủ Vũ Dương. Sơn Đen, bóng đã không đi qua được Hùng Matit. Trong pha bóng như vừa rồi thì sẽ không khó khăn gì cho Hùng Matit, vì Hùng Matit thì đã quá thừa kinh nghiệm. Duy Mbappe, một pha không có va phạm lỗi. Ông trọng tài Tuyền Cơ Quay đã xác định không có va phạm lỗi của các cầu thủ Hasselhoff. Các cầu thủ Mẫn Xá thì họ đang dõi theo trên trang băng ban bếp của bình luận viên Nguyễn Anh Hùng khá nhiều. Vì các cầu thủ Mẫn Xá thì họ đang rất mong các cầu thủ đồng kỳ một giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Nếu giành chiến thắng trong ngày hôm nay thì hai đội sẽ dắt tay nhau vào trận chơi tứ kết. Thưởng Nukaku, dứt điểm, coi một pha dứt điểm không thành công đến từ các cầu thủ đồng kỳ, đó là Thọ Sứt. Một pha đá phạt góc cho các cầu thủ Hasselhoff. Dứt điểm, thay người trọng tài, thay người trọng tài, thay người. Bên phía các cầu thủ đồng kỳ một có sự thay đổi người. Thọ Sứt, Thọ Sứt đây là người được đưa ra nghỉ, thay vào đó là cầu thủ mang áo số 25 Anh Văn. Thọ Sứt thì cũng đang tỏ ra thấm mệt với những pha dứt điểm không thành công của anh. Thì ngay lập tức ông huấn luyện viên trưởng Chớ Nượng đã đưa anh ra nghỉ và đưa một cầu thủ trẻ như Anh Văn vào sân. Lê Thông, một pha tạt bóng vào trong không thành công của Lê Thông. Nhưng cuối cùng thì cũng đã có một pha phạt góc cho các cầu thủ đồng kỳ một.
Một pha đánh đầu không thành công của anh Vân, cầu thủ mới được tung vào sân ở những phút vừa qua. Hùng Matit Thượng Nukaku, Nam Tường không có pha dứt điểm của Thượng Nukaku. Thượng Nukaku, một pha chuyền của Thượng Nukaku cho Vũ Dương hơi mạnh. Một pha bắt bung một không thành công đến từ các cầu thủ Hatsabop. Đó là thắng còn. Nguy hiểm. Một pha phối hợp không thành công của các cầu thủ Hatsabop. Sơn Đen. Tú Còn. Tú Còn cũng là một cầu thủ mới được tung vào sân ở hiệp 2. Một đường chuyền sang bên phía cánh phải khá tốt. Thượng Nukaku. Không còn pha phạm lỗi đến từ Sơn Đen. Ngày hôm nay thì Sơn Đen đang đi như hình với bóng với Thượng Nukaku. Tú Còn. Lê Thông. Không phải, đó là anh Văn. Thay người trong tay. Bên phía các cầu thủ đồng kỳ một có sự thay đổi người. Thượng Nukaku sẽ là cầu thủ được đưa ra nghỉ. Thay vào đó là một tiền đạo, đó là Tường Xuân, Tường Erekin. Ở trận thi đấu giành chiến thắng 11-3 trước các cầu thủ SC Sẹt thì Tường Erekin cũng đã hai lần nổ súng. Tường Henekin. Zimbabwe. Một pha tạt bóng vào trong của Zimbabwe không cho đồng đội. Rồi. Lê Thông. Khá tốt. Lê Thông. Pha đánh đầu không thành công của Tường Erekin. Phản công. Khá tốt. Thắng còn. Một pha cắt bóng tốt của Lê Thông. Trong pha solo của thắng còn vừa rồi, anh đã không giành chiến thắng trước Lê Thông. Thời gian thì vẫn còn rất dài cho các cầu thủ đồng kỳ 1 và các cầu thủ Hatsabop.
Một pha kéo áo của Tường Xuân với cầu thủ mang áo số 22 của Hasselhoff. Đó là Hữu Linh. Tiếp tục một pha phá bóng khá mạnh đến từ Hùng Matit. Nguy hiểm. Trong pha bóng vừa rồi thì ông trọng tài Đình Mạnh đã xác định một pha kê chân đến từ Tường Chuẩn. Hữu Linh. Các cầu thủ Hasselhoff cần nên phải khẩn trương nếu họ muốn có điểm trong ngày hôm nay. Một pha đấm bóng an toàn. Phải đến hiệp thứ hai thì bóng mới nằm gọn trong tay của thủ thành Vũ Doanh. Rất khẩn trương. Tú còn. Không phải. Đó là Mạnh còn. Duy em bảo vệ. Rất tốt. Tường Elekin, bóng đã không đến chân của Tường Elekin. Trong pha chuyền bóng bằng đầu của Vũ Đức. Phản công cho các cầu thủ đồng kê một. Làm gì đây? Goal! Xuyên chút nữa thì có bàn thắng cho Tường Elekin. Một pha bắt bóng một cũng khá tốt rồi. Nhưng pha dứt điểm của Tường Elekin thì bóng đã trúng người của thủ thành Quang Phùng. Suýt chút nữa thì có bàn thắng thứ tư cho các cầu thủ đồng kê một. Tường Elekin thì đang muốn đi lấy lại phong độ, đang tìm lại phong độ của mình. Sau một mùa giải của bóng đá thanh niên Vườn Đồng Kê mở rộng, anh chỉ ghi vón vẹn một bàn cho các cầu thủ Thanh Bình. Dứt điểm. Một pha dứt điểm khá tốt đến từ cầu thủ Mạnh Còn. Nhưng bóng thì đã trúng một hậu vệ của các cầu thủ Đồng Kê một. Nếu Tường Elekin muốn có một thân hình giảm cân đi thì chắc chắn Tường Elekin phải chạy những bước chạy rất nhiều. Ở năm 2023, Tường Elekin đã tăng cân khá nhiều. Chính vì những cái cân nặng của Tường Elekin nên anh đã có những đà di chuyển khá chậm chạp. Đang có một cầu thủ của các cầu thủ Hasselhoff gặp một chấn thương, đang rất cần một nhân viên y tế. Không ai được cho ra ngoài. Người đang nằm trên sân phải chăng đó là Thắng Còn? Nếu Thắng Còn không thi đấu được cho các cầu thủ Hasselhoff thì đây là một thiệt thòi khá lớn cho các cầu thủ Hasselhoff. Không phải
không phải là thắng còn. Một chấn thương được coi là khá nặng nề của một cầu thủ bên phía các cầu thủ Hatsavov. Phải chăng đó là cầu thủ mang áo số 14? Đúng là cầu thủ mang áo số 14, Triều Black. Một chấn thương khá nặng của Triều Black. Thấy người trong tay bên phía các cầu thủ Hatsavov, cầu thủ gặp chấn thương đó là Triều Black đã được đưa ra nghỉ. Thay vào đó là cầu thủ mặc áo số 8 Văn Hoạt. Sơn Đen, Sơn Đen đã không đi qua đường Duy Ambabe. Ngày hôm nay thì Duy Ambabe cũng đang nên công về thủ khá tốt cho các cầu thủ đồng kỳ 1. Sơn Đen, vẫn là sự kiểm soát bóng của Sơn Đen. Qua người, một pha đi bóng không thành công của Sơn Đen. Thời gian thì cũng đã trôi về những phút thứ 61 của trận đấu rồi. Nhưng tính đến thời điểm này, hiệp 2 vẫn chưa có bàn thắng cho các cầu thủ đồng kỵ và các cầu thủ Hatsavov. Tỷ số vẫn đang dừng ở con số 3-2 sau khi kết thúc hiệp 1. Ôi, Vũ Dương chậm mất rồi. Một pha đi bóng khá chậm chạp coi. Xuyên chân nữa thì một pha bắt bóng của Vũ Dương sẽ về vào một bàn trắng trả giá. Nhưng rất may là trong pha bóng vừa rồi, các cầu thủ Hatsavov họ đã không tận dụng được. Tú còn, đây là Sơn Đen. Kể từ khi vào tung vào sân ở hiệp 2 của Tường Enekin cho Thường Ngu Cũ. Côi! Không vào! Xin đá vào rồi! 4-2 cho các cầu thủ đồng kỳ 1. Trong pha dứt điểm đầu tiên thì cột dọc đã cứu thua cho khung thành Quang Phùng. Và sau khi cột dọc cứu thua thì đã có Duy Ambabe. Duy Ambabe đã đá bồi và tỷ số được nâng lên 4-2 cho các cầu thủ đồng kỳ 1. Như vậy là trong khó khăn lại được chồng chất khó khăn với các cầu thủ Hatsavov. Nếu họ muốn có điểm trong ngày hôm nay thì họ phải có tới 2 bàn thắng vào lưới của thủ thành Phú Doanh. Và họ không đến đòn lưới bàn nào. Tú còn, Minh Hiếu, đó là Sơn Đen, Văn Hoạt. Những pha phối hợp không thành công, thay người trong tay. Bên phía các cầu thủ đồng kỳ có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 19, Vũ Đức được đưa ra kỳ.
Thay vào đó là cầu thủ Dương Thường mặc áo số 91. Tường Xuân. Tường Xuân đang di chuyển khá rộng. Có một pha phạm lỗi của Tường Xuân với các cầu thủ Hasselhoff. Sơn Đền. Tú Còn. Không phải đó là Mạnh Còn. Vẫn là những pha cắt bóng đến từ Hùng Matit. Những pha bóng như vừa rồi thì làm yên tâm những cổ động viên của các cầu thủ Đồng Kỳ 1. Hùng Matit vẫn đang được coi là một chốt chặt của các cầu thủ Đồng Kỳ 1. Coi! Chưa có pha dứt điểm đến từ Thắng Còn. Đó là Trường Còn. Cuối cùng một pha dứt điểm của Trường Còn thì bóng đã đi quá nhẹ và bóng đã nằm con trong tay của thủ thành Vũ Doanh. Một đường chuyền tốt, Trường Còn, không phải đơn Mạnh Còn. Tường Erekin. Một đường chuyền của Tường Erekin không cho ai cả. Tường Erekin đang muốn lấy lại phong độ của mình. Nãy là một đường chuyền hỏng của Tường Erekin. Trường Còn, đây là Văn Sơn, rất tốt, nhưng bóng đã cắt bởi Lê Thông. Dương Thường, một đường chuyền của Dương Thường cho đồng đội của mình không thành công. Tường Erekin. Tiếp tục một pha phạm lỗi của Tường Erekin. Kể từ khi vào sân thì những pha dứt điểm của Tường Erekin là thấy khá ít, nhưng những pha phạm lỗi của anh thì thấy khá nhiều. Tú Còn, Trường Còn. Một pha chuyền bóng khá tốt của Mạnh Còn. Dứt điểm. Một pha dứt điểm ở cọc 2. Vào rồi. Như vậy là tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 3-4 cho các cầu thủ Hasselhoff. Đó là Mạnh Còn, cầu thủ mang áo số 9. Như vậy cách biệt nay chỉ còn một bàn. Vũ Dương. Một pha che chắn bóng tốt đến từ một cầu thủ của Đồng Kỳ 1. Đó là anh Văn. Triệu Vân. Tường Erekin. Đây là Thường Dương. Vũ Dương. Vũ Dương đã để mất bóng khá nguy hiểm.
Mạnh Còn. Một pha chuyền bóng tốt. Chắc chắn là một pha tạt bóng đến từ Hùng Matit. Trường Còn. Một pha chuyền bóng về cho thủ môn khá an toàn đến từ cầu thủ Trường Còn. Đường Erekin. Một pha chuyền bóng tốt đánh đầu. Không còn pha đánh đầu đến từ Dương Thường. Qua người. Bóng đã không đi qua đường cầu thủ Anh Văn. Đường Erekin. Ôi! Trong quả bóng vừa rồi, Tường Xuân truyền cho Duy Âm về thì sẽ là một pha bóng nguy hiểm hơn so với pha dứt điểm của Tường Xuân. Quá đáng tiếc cho pha phản công vừa rồi của các cầu thủ đồng kỳ một. Sơn Đen. Qua người. Nguy hiểm. Không có một cầu thủ nào kèm các cầu thủ hát sơ bốp. Đây là Dũng Nema. Tường Xuân. Tường Xuân. Khá tốt. Vũ Dương. Chậm mất rồi. Một đường chuyền của Vũ Dương sang bên phía cánh trái theo hướng tấn công cho anh Văn không thành công. Trường Còn. Hai đội đang ăn miếng trả miếng nhau. Khi các cầu thủ đồng kỳ nói thì các cầu thủ hát sâu ốp trả lời. Trận đấu được hâm nóng lên rất nhiều sau bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 của Mạnh Còn. Cắt bóng tốt. Hùng Matit. Đây là Thường Dương. Thường Dương đã không đi qua được hai cầu thủ của HSOP. Sơn Đen. Nguy hiểm. Đánh đầu. Không vào. Không hiểu tại sao trong pha bóng vừa rồi các cầu thủ HSOP lại không ghi bàn. Đây là Tường Xuân. Ông trọng tài Tuấn Cơ Quê đã xác định là một pha phạm lỗi của Tường Erekin. Suýt chút nữa thì có bàn san bằng tỷ số 4-4 cho các cầu thủ HSOP. Nhưng khá đáng tiếc cho các cầu thủ HSBOP trong pha bóng vừa rồi. Không hiểu tại sao một cầu thủ của HSBOP này bỏ lỡ một cơ hội được coi là 10-10 như vậy. Một tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm nhưng thủ thành Vũ Doanh đã mắc lỗi trong pha bóng suýt có bàn gỡ hòa của các cầu thủ HSBOP. Thưởng Dương. Duy Âm về, dứt điểm. Một pha xoay người dứt điểm khá tốt của Thường Erekin. Nhưng đã có một cầu thủ của HSBOP kê chân trong quả bóng vừa rồi. Những phút cuối là những phút các cầu thủ đồng kỳ một chúng ta cần phải cảnh giác. Chắc chắn là những pha đá phạt sẽ dành cho Hùng Matit.
Hùng Matit. Ôi, dứt điểm không vào. Một pha phối hợp khá tốt của ông Matit và Tường Erekin. Nhưng bóng thì đã đi quá cao so với khung thành của thủ thành Quang Phùng. Một pha đá khá tốt đến từ cầu thủ Minh Hiếu. Phạt góc cho các cầu thủ Hasselhoff. Các cầu thủ Hasselhoff họ đang nên tinh thần. Họ đang nên tinh thần khá tốt. Khá tốt. Coi. Một cơ hội đã bị trôi qua. Trong quả bóng vừa rồi thì các cầu thủ Hasselhoff đang khiếu nại trọng tài có một pha chạm tay, nhưng Tuyến vừa quay thì xác định là bóng đã chạm vai. Tường Erekin. Nãy là một pha để mất bóng của Tường Erekin. Một pha ném biên lên cho các cầu thủ Hasselhoff rất khẩn trương. Trường còn. Tú còn. Một pha cắt bóng tốt của Hùng Matit. Dường như tất cả các cầu thủ nói thế. Mạnh còn. Phản công. Một pha đi bóng không thành công của anh Văn. Một đường chuyền không được tốt của anh Văn cho Tường Erekin. Sau khi anh Văn được tung ở hiệp 2 thì tính đến thời điểm này anh cũng đang tỏ ra khá mệt. Ngày hôm nay anh Văn đang chơi dưới sức của mình. Coi không vào. Liên tục những pha bắn phá đến từ các cầu thủ Hasselhoff. Tất cả các cầu thủ Hasselhoff họ đang dồn ép các cầu thủ đồng kỳ 1 về phòng ngự. Những phút khó khăn của các cầu thủ đồng kỳ. Thắng còn. Đây là trường còn. Một pha đánh đầu phá bóng đến từ Thường Dương. Những phút quấy trận này, những phút đáng lo ngại cho những cổ động viên của đồng kỳ 1. Các cầu thủ đồng kỳ 1 họ đang muốn bao toàn tỷ số để chắc chắn là sẽ có mặt chơi ở trận chơi tứ kết VM3B. Trường còn. Một pha phá bóng rất dứt khoát đến từ Hùng Matit. Mạnh còn. Khá tốt. Vẫn là Mạnh còn kiểm soát bóng. Một đường chuyền không thành công của Mạnh còn. Thay người trong tay. Bên phía các cầu thủ Hasselhoff. Mạnh còn sẽ là cầu thủ được đưa ra nghỉ. Thay vào đó là cầu thủ 21 Quốc Trình. Huấn luyện viên
Văn Hữu của Hatsop thì đang đứng ngồi không yên. Anh đang rất muốn có điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Nên đã thay một tiền vệ bằng một tiền đạo tấn công. Thủ thành Vũ Doanh thì đang gặp một chấn thương. Trận đấu đang bị gián đoạn vì những chấn thương của thủ thành Vũ Doanh bên phía các cầu thủ Đồng Kỵ một. Như vậy ông trọng tài Tuyến Cơ Quay đã cho thời gian bù giờ của hiệp hai là 6 phút. 6 phút cho những nỗ lực của các cầu thủ Đồng Kỵ 1. Liệu họ có xây thành đắp lũy thành công từ đầu trận đến giờ hay không? Hay những bức tường của thủ thành Vũ Doanh sẽ bị khoan thủng? Chúng ta hãy chờ xem 6 phút bù giờ của ông trọng tài Tuyến Cơ Quay. Tường Hedekin rất tốt. Đấy là Dương Thường. Không có gì là vội vã. Anh Văn. Một đường chuyền của Tường Hedekin cho cầu thủ Vũ Dương không thành công. Tú Còn. Trường Còn. Trường Còn và Tú Còn đang phối hợp khá ăn ý cho các cầu thủ Hatsop. Phạt góc. Chắc chắn là các cầu thủ Hatsop họ phải chơi với một canh bạc. Chắc chắn là một canh bạc được coi là được ăn cả ngã về không. Nếu họ muốn đi tiếp trong mùa giải năm nay thì ít nhất họ phải có một điểm trước các cầu thủ Đồng Kỵ 1. Còn để thua một bàn, đến 10 bàn họ cũng vẫn bị loại mà thôi. Thấy người trong tài sau khi vào sân ở những phút giờ về không thành công thì Thưởng Dương sẽ là cầu thủ được đưa ra nghỉ và thay vào đó là cầu thủ Nguyễn Đức. Đây đang là một sự thay người chiến thuật đến từ ông huấn luyện viên trưởng Trờ Nượng. Trường Còn. Hữu Linh. Tú Còn. Một pha mở bóng của Tú Còn cho đồng đội của mình không thành công. Thời gian thì đã trôi về những phút bù giờ của ông trọng tài Tuyến Cơ Quay rồi. Chưa có một pha cao chân đến từ các cầu thủ Hatsop. Quá nhiều kinh nghiệm đến từ thủ thành Vũ Doanh. Một pha câu giờ được coi là hợp lệ trong môn bóng đá. Nhưng Vũ Doanh cũng nên nhớ rằng anh không được nằm trên sân đâu.
Nếu nằm trên sân đầu anh sẽ bị ông trọng tài tuyển cầu quê tăng canh tấm thẻ vàng. Trường Con đã mở bóng sang bên phía cánh phải, qua người khá khéo. Những lúc này thì các cầu thủ Đồng Kỵ Một họ đang muốn phá những chạy bóng ra càng xa khung thành của thủ thành Vũ Doanh càng tốt để bảo toàn tỷ số 4-3. Nguy hiểm, suýt chút nữa thì có một pha san bằng tỷ số 4-4. Trong pha bóng vừa rồi thì Vũ Doanh đã bị giật mình. Tường Xuân, quá yếu, coi không còn pha dứt điểm từ cột 2 của các cầu thủ Hát Sơ Hộp, không vào. Liên tục những pha bắn phá đến từ các cầu thủ Hát Sơ Hộp, quá may cho khung thành của thủ thành Vũ Dình là vẫn chưa bị thùng lưới trong những phút cuối trận này. Những pha vứt bóng của Vũ Doanh thì quá tin tưởng. Một pha cắt bóng tốt của GMAV. Những pha bóng vừa rồi thì GMAV về xử lý nhanh hơn một chút. Nếu không đếm vứt bóng thì là những pha quá nguy hiểm. Đường Erakin, khá tốt, coi làm gì đây, một pha đi bóng không thành công đến từ anh Vân. Quang Phùng, một pha cắt bóng tốt. Lê Thông làm gì đây, coi không vào, tiếp tục một pha dứt điểm cho các cầu thủ Đồng Kỵ. Vâng, đúng không vậy, ông trọng tài chính tuyển cầu quẩy đã nổi còi kết thúc trận đấu. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Đồng Kỵ Một đã giành chiến thắng 4-3 trước các cầu thủ Hát Sơ Hộp. Một chiến thắng được coi là nghẹt thở của các cầu thủ Đồng Kỵ Một. Buổi tường thuật của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.